Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới lương sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mới nhất được bao nhiêu. Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay, hệ thống cấp bậc quân hàm trong quân đội nhân dân Việt Nam được chia thành 3 cấp và 12 bậc. 12 bậc và 3 cấp đó chính là cấp tướng, cấp tá và cấp úy. Cấp tướng có 4 bậc, gồm đại tướng, thượng tướng, trung tướng và thiếu tướng. Cấp tá cũng có 4 bậc là đại tá, thượng tá, trung tá và thiếu tá. Còn cấp úy thì có 4 bậc là đại úy, thượng úy, trung úy và thiếu úy. Thực tế là rất nhiều báo chí cũng như các kênh thông tin đã cung cấp cho quý vị biết về mức lương của các cấp bậc quân hàm trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, các kênh thông tin đó thường chưa đầy đủ, người ta chỉ tiết lộ về tiền lương theo cấp bậc quân hàm mà thôi. Còn các phụ cấp khác thì gần như không được đề cập đến, dẫn đến đôi khi chúng ta chỉ biết tiền lương và nghĩ rằng những đồng chí trong quân đội chỉ được hưởng theo mức tiền lương đấy theo hệ số. Do đó, điều này chưa thể hiện đầy đủ. Hôm nay, kênh xin mời quý vị cùng kênh tìm hiểu chi tiết hơn. Tất nhiên, chưa thể đầy đủ hết nhưng cũng cơ bản. Đầu tiên là cấp bậc quân hàm đại tướng. Theo hệ số tiền lương, đại tướng sẽ được hưởng mức lương có hệ số là 10,4, khi nhân ra số tiền thì sẽ là 24.336.000 đồng. Phụ cấp chức vụ sẽ tùy thuộc vào chức vụ hiện giữ, ví dụ đại tướng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì mức phụ cấp chức vụ sẽ là 1,5, tức là 3.510.000 đồng. Còn nếu đại tướng là Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, mức phụ cấp chức vụ sẽ thấp hơn một chút là 1,4, tức là 3.276.000 đồng. Đối với sĩ quan quân đội còn được hưởng phụ cấp công vụ 25%, được tính theo hệ số lương cộng phụ cấp chức vụ nhân với 25%. Đối với chức vụ đại tướng, khi nhân ra sẽ là 6.961.000 đồng. Còn chức vụ Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thì sẽ là 6.903.000 đồng, tức là thấp hơn một chút. Ngoài ra, sĩ quan quân đội còn được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ thuộc vào số năm công tác. Ví dụ, đại tướng Phan Văn Giang của chúng ta đi công tác từ tháng 7 năm 1978, đến nay là 46 năm 3 tháng. Phụ cấp thâm niên của ông sẽ là 46%. Khi ông công tác thêm 1 năm nữa, phụ cấp thâm niên sẽ tăng lên 47%. Phụ cấp thâm niên này được tính trên 46% của tiền lương và phụ cấp chức vụ, khi nhân ra sẽ được 12.809.000 đồng. Ví dụ, đại tướng Nguyễn Tân Cương hiện là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đi công tác từ tháng 10 năm 1983. Đến nay công tác được 41 năm, hưởng phụ cấp thâm niên 41%, khi nhân ra sẽ được số tiền là 11.320.000 đồng. Ngoài ra, còn có nhiều phụ cấp khác như phụ cấp khi tham gia Ủy viên Trung ương Đảng, phụ cấp đại biểu Quốc hội, khen thưởng và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Khi tính tổng số tiền được nhận, phải lấy tổng lương cộng phụ cấp. Ở đây, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ và phụ cấp thâm niên. Các phụ cấp khác không thể tính chính xác vì chúng ta không thể nắm được hết. Do đó, chỉ cần cộng lương và các khoản phụ cấp đã biết thì số tiền nhận được chắc chắn sẽ lớn hơn 47.697.000 đồng. Còn nếu đại tướng là Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khi cộng lương và các khoản phụ cấp thì tổng thu nhập sẽ cao hơn 45.835.920 đồng. Đây là ví dụ về cấp hàm đại tướng. Quý vị lưu ý rằng thu nhập sẽ liên quan nhiều đến các phụ cấp như phụ cấp thâm niên, vượt khung nếu có. Nếu công tác được 40 năm thì phụ cấp thâm niên là 40%, còn 35 năm thì là 35%. Do vậy, mức thu nhập sẽ không giống nhau cho từng người mà phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tiếp theo là cấp hàm thượng tướng. Hệ số tiền lương của thượng tướng là 9,8, tương đương với mức lương 22.932.000 đồng. Các khoản phụ cấp khác sẽ phụ thuộc vào chức vụ cụ thể của thượng tướng giữ, vì phải biết chức vụ mới tính được phụ cấp chức vụ và phụ cấp công vụ. Cũng cần biết số năm công tác để tính phụ cấp thâm niên và tham gia các tổ chức lãnh đạo nào để biết thêm phụ cấp khác. Do vậy, ở đây kênh cũng sẽ chỉ cung cấp về số tiền lương, đây là mức lương cứng thôi ạ. Đối với cấp hàm trung tướng, hệ số là 9,2, tức là được 21.528.000 đồng. Còn thiếu tướng thì hệ số lương là 8,6, tương ứng với 20.124.000 đồng. Đại tá thì hệ số là 8,0, được 18.720.000 đồng. Quý vị lưu ý thêm là từ đại tá trở xuống thì có chế độ nâng lương. Ví dụ, khi thăng hàm đại tá ở bậc 1 là 8,3, lên bậc 2 là 8,6. Đây chỉ là mức thấp nhất thôi ạ. Thượng tá cũng vậy, hệ số là 7,3, tương ứng với 17.082.000 đồng. Còn trung tá là 6,6, được 15.444.000 đồng. Lưu ý thêm với quý vị là chúng ta cần cộng thêm các khoản phụ cấp khác để có tổng lương và phụ cấp đầy đủ.
Đối với chế độ của Việt Nam, phụ cấp đôi khi còn nhiều hơn cả lương cứng. Có những đồng chí có nhiều khoản phụ cấp, khi cộng vào còn cao hơn cả tiền lương cứng. Chính vì thế, trong đợt dự kiến cải cách tiền lương vừa qua, chủ trương là lương này phải thể hiện rõ thứ bậc và cắt bớt một số khoản phụ cấp. Tuy nhiên, hiện tại việc cải cách tiền lương vẫn đang dừng lại và chưa thể thực hiện ngay. Tiếp đến là thiếu tá với hệ số 6,0, tương ứng với mức lương cứng là 14.040.000 đồng. Đại úy có hệ số 5,4, tiền cứng là 12.636.000 đồng. Thượng úy là 5,0, tức là 11.700.000 đồng. Trung úy là 4,6, được 10.764.000 đồng. Thiếu úy là 4,2, tương ứng với 9.828.000 đồng. Đó là cơ bản về lương. Hiện nay, quân số trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có tổng cộng khoảng 1 triệu quân nhân. Cụ thể, ở mỗi nhánh phục vụ chuyên biệt lại có quân số khác nhau, lục quân có khoảng 800.000 quân nhân, phòng không, không quân khoảng 60.000, hải quân khoảng 70.000, bộ đội biên phòng khoảng 50.000, cảnh sát biển khoảng 30.000 và không gian mạng khoảng 30.000. Lực lượng bảo vệ Lăng Bác có khoảng 1.000 quân nhân. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, càng vững mạnh, chúng ta càng yên tâm. Việc đầu tư cho quân đội là để bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền quốc gia, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, đẩy mạnh kinh tế xã hội. Đây là sơ bộ về mức lương của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các sĩ quan. Còn quân nhân chuyên nghiệp thì có bảng lương riêng. Kính thưa quý vị, về mức trợ cấp đối với bệnh binh và thân nhân của bệnh binh. Đầu tiên, đối với bệnh binh, trường hợp bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 50% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2.911.000 đồng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% đến 60% thì được trợ cấp với mức là 3.627.000 đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 70% thì được trợ cấp hàng tháng với mức là 4.622.000 đồng. Còn nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% đến 80% thì được trợ cấp với mức là 5.329.000 đồng một tháng. Trường hợp bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% đến 90% thì được trợ cấp với mức là 6.378.000 đồng một tháng. Còn nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% đến 100% thì được trợ cấp với mức là 7.104.000 đồng một tháng. Ngoài ra, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên nếu có bệnh tật đặc biệt nặng thì được phụ cấp với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Bên cạnh đó, người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Còn người phục vụ bệnh binh ở với gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng thì được trợ cấp với mức là 3.582.000 đồng một tháng. Về mức trợ cấp đối với thân nhân của bệnh binh, trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hay từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng. Còn trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động, sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thứ 8 là về mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân. Đầu tiên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2.120.000 đồng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% thì mức trợ cấp là 3.542.000 đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, mức trợ cấp là 4.964.000 đồng một tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp với mức là 6.359.000 đồng một tháng. Ngoài ra, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng. Trường hợp có bệnh tật đặc biệt nặng, mức phụ cấp hàng tháng là 2.789.000 đồng thay vì 1.399.000 đồng như trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó, người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình sẽ được trợ cấp với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Tiếp theo là về mức trợ cấp đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, cha đẻ, mẹ đẻ,
vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động. Con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động sống cô đơn. Con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng. Trường hợp con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 1.673.000 đồng. Trường hợp con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được trợ cấp với mức là 2.789.000 đồng. Vậy là kênh vừa trao đổi toàn bộ nội dung liên quan đến một số vấn đề liên quan đến mức trợ cấp bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam mới nhất. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Tiếp theo là một số thông tin liên quan tới mức lương mới thương binh loại B năm 2024 được bao nhiêu tiền. Kính thưa quý vị, hiện nay cả nước có khoảng 215.000 người là đối tượng thương binh loại B. Đây là những đối tượng quân nhân, công an có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Những đối tượng thương binh loại B hiện nay đa số nằm trong độ từ 70 đến 90 tuổi. Tính đến nay sau nhiều lần điều chỉnh trợ cấp mức lương thương binh loại B hiện đang hưởng là 1.144.000 đồng cho đến 6.589.000 đồng. Với mức trợ CAP hiện hưởng nhóm đối tượng thương binh loại B đang được đánh giá là trợ cấp dưới mức sống tối thiểu. Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới đây vừa công bố mức sống tối thiểu của người dân. Theo đó, năm 2024 mức sống tối thiểu của người dân ở nông thôn là 1.845.000 đồng, còn ở thành thị mức sống tối thiểu là 2.655.000 đồng. Quốc hội đã căn cứ vào mức trợ cấp thấp nhất của đối tượng thương binh loại B để xét tính tăng đồng nhất. Theo đó, hiện nay mức trợ cấp thấp nhất của thương binh loại B là 1.144.000 đồng. Mức này trợ cấp cho đối tượng có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21%. Để mức trợ cấp này bằng với mức sống tối thiểu của người dân ở nông thôn thì nhà nước đã tính toán mức tăng trợ cấp mới cho đối tượng thương binh loại B tăng ở mức 64%. Rất nhiều ý kiến của người dân đồng tình và nêu ý kiến, chúng tôi là những đối tượng thương binh loại B hiện nay cũng ở tuổi cao. Đời sống ngày càng khó khăn, giá cả leo thang, kèm thêm chi phí sinh hoạt ở mức cao, mức trợ cấp hiện tại chúng tôi không thể ổn định cuộc sống được. Nhiều khán giả đồng tình để lại bình luận không biết nhà nước bao giờ mới chính thức thực hiện việc tăng trợ cấp này. Chúng tôi là những người cao tuổi, cũng ở tuổi gần đất xa trời rồi vậy mà cứ mòn mỏi chờ đợi. Nhà nước nói quan tâm tới người có công thì nhanh chóng thực hiện. Trước những chất vấn đến từ dư luận, Thủ tướng Chính phủ đã trả lời các câu hỏi và thống nhất ngày thực hiện chính sách là ngày 1 tháng 7 năm 2024 cùng thực hiện đồng thời với cải cách tiền lương. Khi được thực hiện theo mức trợ cấp mới thì lương thương binh loại B nhận được hàng tháng như sau. 1. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% thì nhận mức trợ cấp mới là 1.876.160 đồng, tăng so với mức cũ là 732.160 đồng. 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22% thì nhận mức trợ cấp mới là 1.964.720 đồng, tăng so với mức cũ là 766.720 đồng. 3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.048.360 đồng, tăng so với mức cũ là 799.360 đồng. 4. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.141.840 đồng, tăng so với mức cũ là 835.840 đồng. 5. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.233.680 đồng, tăng so với mức cũ là 871.680 đồng. 6. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.317.320 đồng, tăng so với mức cũ là 904.320 đồng. 7. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.405.880 đồng,
tăng so với mức cũ là 938.880 đồng. 8. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.489.520 đồng, tăng so với mức cũ là 971.520 đồng. 9. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.583.000 đồng, tăng so với mức cũ là 1.008.000 đồng. 10. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.671.560 đồng, tăng so với mức cũ là 1.042.560 đồng. 11. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.755.200 đồng, tăng so với mức cũ là 1.075.200 đồng. 12. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.847.040 đồng, tăng so với mức cũ là 1.111.040 đồng. 13. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.937.240 đồng, tăng so với mức cũ là 1.146.240 đồng. 14. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.027.440 đồng, tăng so với mức cũ là 1.181.440 đồng. 15. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.114.360 đồng, tăng so với mức cũ là 1.215.360 đồng. 16. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.198.000 đồng, tăng so với mức cũ là 1.248.000 đồng. 17. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.286.560 đồng, tăng so với mức cũ là 1.282.560 đồng. 18. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.378.400 đồng, tăng so với mức cũ là 1.318.400 đồng. 19. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.466.960 đồng, tăng so với mức cũ là 1.352.960 đồng. 20. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.552.240 đồng, tăng so với mức cũ là 1.386.240 đồng. Quý vị có thể thấy đây là loạt trợ cấp đầu tiên của đối tượng thương binh loại B. Chúng ta đều thấy được mức tăng trợ cấp gần như không đáng kể, nhưng cũng tối thiểu đáp ứng được một nguyên tắc, đó là mức tăng cao hơn mức trợ cấp tối thiểu của người dân ở nông thôn. Nhà nước đã quan tâm tới đời sống của đối tượng người có công nói chung và đối tượng thương binh nói riêng. Mặc dù chưa cao như kỳ vọng, nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng. Đội ngũ sẽ tính toán tiếp các mức của đối tượng có tỷ lệ tổn thương cơ thể cao hơn. 21. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.644.080 đồng, tăng so với mức cũ là 1.422.080 đồng. 22. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.732.640 đồng, tăng so với mức cũ là 1.456.640 đồng. 23. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.822.840 đồng, tăng so với mức cũ là 1.491.840 đồng. 24. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.908.120 đồng, tăng so với mức cũ là 1.525.120 đồng. 25. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% thì nhận mức trợ cấp mới là 3.993.400 đồng, tăng so với mức cũ là 1.558.400 đồng. 26. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46% thì nhận mức trợ cấp mới là 4.083.600 đồng, tăng so với mức cũ là 1.593.600 đồng. 27. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì nhận mức trợ cấp mới là 4.162.320 đồng, tăng so với mức cũ là 1.624.320 đồng. 28. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì nhận mức trợ cấp mới là 4.254.160 đồng, tăng so với mức cũ là 1.660.160 đồng. 29.
tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.341.080 đồng, tăng so với mức cũ là 1.694.080 đồng. 30. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.431.280 đồng, tăng so với mức cũ là 1.729.280 đồng. 31. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.521.480 đồng, tăng so với mức cũ là 1.764.480 đồng. 32. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.603.480 đồng, tăng so với mức cũ là 1.796.480 đồng. 33. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.696.960 đồng, tăng so với mức cũ là 1.832.960 đồng. 34. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.785.520 đồng, tăng so với mức cũ là 1.867.520 đồng. 35. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55%, thì nhận mức trợ cấp mới là 4.957.720 đồng, tăng so với mức cũ là 1.934.720 đồng. 36. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.044.640 đồng, tăng so với mức cũ là 1.968.640 đồng. 37. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.139.760 đồng, tăng so với mức cũ là 2.5760 đồng. 38. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.228.320 đồng, tăng so với mức cũ là 2.040.320 đồng. 39. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.311.960 đồng, tăng so với mức cũ là 2.072.960 đồng. 40. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.400.520 đồng, tăng so với mức cũ là 2.107.520 đồng. Quý vị có thể thấy loạt tăng thứ hai này mức trợ cấp đã được tăng cao hơn so với loạt tăng thứ nhất. Điều cốt lõi ở đây là mức trợ cấp cũ của các đối tượng thương binh loại B đã cao, dẫn tới khi nâng trợ cấp theo mức mới càng được tăng cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mức tăng các đối tượng với tỷ lệ thương tật cao hơn. 41. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.490.720 đồng, tăng so với mức cũ là 2.142.720 đồng. 42. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.577.640 đồng, tăng so với mức cũ là 2.176.640 đồng. 43. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.669.480 đồng, tăng so với mức cũ là 2.212.480 đồng. 44. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.753.120 đồng, tăng so với mức cũ là 2.245.120 đồng. 45. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.843.320 đồng, tăng so với mức cũ là 2.280.320 đồng. 46. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66%, thì nhận mức trợ cấp mới là 5.935.160 đồng, tăng so với mức cũ là 2.316.160 đồng. 47. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67%, thì nhận mức trợ cấp mới là 6.022.080 đồng, tăng so với mức cũ là 2.350.080 đồng. 48. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68%, thì nhận mức trợ cấp mới là 6.105.720 đồng, tăng so với mức cũ là 2.382.720 đồng. 49. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69%, thì nhận mức trợ cấp mới là 6.192.640 đồng, tăng so với mức cũ là 2.416.640 đồng. 50. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70%, thì nhận mức trợ cấp mới là 6.284.480 đồng, tăng so với mức cũ là 2.452.480 đồng. 51.
tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.377.960 đồng, tăng so với mức cũ là 2.488.960 đồng. 52. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.461.600 đồng, tăng so với mức cũ là 2.521.600 đồng. 53. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.551.800 đồng, tăng so với mức cũ là 2.556.800 đồng. 54. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.638.720 đồng, tăng so với mức cũ là 2.590.720 đồng. 55. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.732.200 đồng, tăng so với mức cũ là 2.627.200 đồng. 56. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.817.480 đồng, tăng so với mức cũ là 2.660.480 đồng. 57. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.902.760 đồng, tăng so với mức cũ là 2.693.760 đồng. 58. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.902.760 đồng, tăng so với mức cũ là 2.727.040 đồng. 59. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.081.520 đồng, tăng so với mức cũ là 2.763.520 đồng. 60. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.173.360 đồng, tăng so với mức cũ là 2.799.360 đồng. 61. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.173.360 đồng, tăng so với mức cũ là 2.799.360 đồng. 62. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.257.000 đồng, tăng so với mức cũ là 2.832.000 đồng. 63. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.348.840 đồng, tăng so với mức cũ là 2.867.840 đồng. 64. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.430.840 đồng, tăng so với mức cũ là 2.899.840 đồng. 65. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.522.680 đồng, tăng so với mức cũ là 2.935.680 đồng. 66. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.617.800 đồng, tăng so với mức cũ là 2.972.800 đồng. 67. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.699.800 đồng, tăng so với mức cũ là 3.004.800 đồng. 68. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.790.000 đồng, tăng so với mức cũ là 3.040.000 đồng. 69. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.875.280 đồng, tăng so với mức cũ là 3.073.280 đồng. 70. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì nhận mức trợ cấp mới là 7.968.760 đồng, tăng so với mức cũ là 3.109.760 đồng. 71. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.052.400 đồng, tăng so với mức cũ là 3.142.400 đồng. 72. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.140.960 đồng, tăng so với mức cũ là 3.176.960 đồng. 73. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.231.160 đồng, tăng so với mức cũ là 3.212.160 đồng. 74. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.319.720 đồng,
tăng so với mức cũ là 3.246.720 đồng. 75. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.411.560 đồng, tăng so với mức cũ là 3.282.560 đồng. 76. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.496.840 đồng, tăng so với mức cũ là 3.315.840 đồng. 77. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.585.400 đồng, tăng so với mức cũ là 3.350.400 đồng. 78. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.670.680 đồng, tăng so với mức cũ là 3.383.680 đồng. 79. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.757.600 đồng, tăng so với mức cũ là 3.417.600 đồng. 80. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.849.440 đồng, tăng so với mức cũ là 3.453.440 đồng. 81. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100% thì nhận mức trợ cấp mới là 8.939.640 đồng, tăng so với mức cũ là 3.488.640 đồng. Quý vị ơi, nếu quý vị thấy thông tin này thực sự hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích video quý vị nhé. Mục 2, năm 2024 thương binh loại B được hưởng quyền lợi gì? Về chế độ ưu đãi đối với thương binh. Căn cứ Điều 20, Điều 21, Điều 22 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi 2012, các chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm: trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh; bảo hiểm y tế, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của nhà nước; điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần. Được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học, căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động. Khi thương binh chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. Được hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng. Con của thương binh được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. Cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được miễn hoặc giảm thuế, vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, căn cứ thông tư 08/2017/TT-BTP, đối tượng được trợ giúp pháp lý bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và thân nhân của liệt sĩ. Như vậy, thương binh loại B được hưởng các chính sách hỗ trợ như trên. Mục 3, dành hơn 449 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn 2024. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký tờ trình 1255 ngày 29 tháng 11 năm 2023 trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, tổng kinh phí để tặng quà đợt này là hơn 449,432 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Ngoài ra, mức quà này còn dành tặng cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Mục 4. Chính sách ưu đãi thương binh và người thân. Thương binh và người thân có thể được bảo hiểm y tế, trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, được hỗ trợ cải thiện nhà ở, được ưu đãi về đất đai. Bố tôi là thương binh, còn chú ruột tôi không phải là thương binh nhưng được chứng nhận là người hưởng chính sách như thương binh. Vậy gia đình chúng tôi được hưởng những chính sách ưu đãi gì của nhà nước? Theo bà Phạm Hương Lan, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương tư vấn, tại pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ưu đãi người có công với cách mạng, quy định, người có công với cách mạng gồm thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh. Trong đó, người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận. Căn cứ vào điều 24 và 25 pháp lệnh số 2 thì chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thân nhân gồm cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi như sau. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thứ nhất, được trợ cấp, phụ cấp hàng tháng gồm trợ cấp hàng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương và loại thương binh. Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. Phụ cấp hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. Phụ cấp đặc biệt hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, nếu hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng thì sẽ không được hưởng phụ cấp hàng tháng. Thứ hai, được nhà nước đóng bảo hiểm y tế, được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm lần. Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. Thứ ba, được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Thứ tư, hỗ trợ cải thiện nhà ở, dựa vào hoàn cảnh và công lao của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Thứ năm, ưu đãi về đất, được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng. Thứ sáu, hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu gồm nhà xưởng, trường, trang thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, được miễn giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất dành riêng cho thương binh. Ngoài ra còn một số ưu đãi khác trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc. Đối với thân nhân, thứ nhất, được hưởng bảo hiểm y tế, gồm có cho cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình. Thứ hai, khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Cụ thể, cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Cha mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thứ ba, hỗ trợ học phí, trợ cấp mỗi năm học một lần và các ưu đãi ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm đối với con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Thứ tư, trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. Thứ năm, trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. Ngoài việc được hưởng những chính sách trên, khi gặp vướng mắc pháp luật, bố và chú của bạn có thể đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh để được tư vấn pháp luật, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại, hoàn toàn miễn phí. Ở phần tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với mục ưu đãi đối với thân nhân người có công với cách mạng. Câu hỏi một bác Tú đến từ Hà Nội. Tôi đi hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và tôi bị nhiễm độc khi làm nhiệm vụ giả phá bom mìn. Cho tôi hỏi người nhiễm chất độc hóa học hay còn gọi là người nhiễm chất độc màu da cam thì có được coi là người có công với cách mạng hay không? Trả lời bác như sau. Căn cứ tại khoản 1 điều 3 pháp lệnh 2/2022 quy định có tất cả 12 đối tượng sau đây là người có công với cách mạng. 1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. 2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. 3. Liệt sĩ. 4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 6. Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. 7. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh. 8. Bệnh binh. 9. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 10. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù. 11. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. 12. Người có công giúp đỡ cách mạng. Như vậy, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người có công với cách mạng. Với trường hợp của bác để được công nhận và nhận tiền trợ cấp hàng tháng, bác liên hệ với chính quyền xã, sau đó xã sẽ hướng dẫn bác giám định và làm các thủ tục liên quan. Câu hỏi 2. Tôi không đi kháng chiến nhưng tôi vẫn bị nhiễm chất độc hóa học thì có được trợ cấp không? Cho tôi hỏi đối tượng nào được xác nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? Trả lời. Tại điều 38, Nghị định số 31/2013 NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết các đối tượng được công nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học như sau. 1. Cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. 2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng công an nhân dân. 3. Cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. 4. Thanh niên xung phong tập trung. 5. Công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, dân công, cán bộ thôn, ấp, xã, phường. Trường hợp của bác là người dân, tuy bị nhiễm chất độc nhưng không được công nhận là người có công với cách mạng. Câu hỏi 3. Đội ngũ kênh cho biết điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là gì? Trả lời. Để công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì cần đáp ứng các điều kiện sau. 1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K, kể cả 10 xã, Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau. A. Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. B. Vô sinh. C. Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định. Câu hỏi 4. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm những gì? Trả lời. Bác cần chuẩn bị một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy XYZ, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 về trước. Bản sao lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng. Cần bổ sung một trong các giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học như sau. A. Bản sao một trong các giấy tờ, lý lịch công an nhân dân, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,
hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến, hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 1 tháng 1 năm 2000. B. Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của các đơn vị. 2. Trường hợp không có vợ hoặc có vợ nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia hoạt động kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi thì hồ sơ, thủ tục xác nhận thực hiện như sau. A. Cá nhân lập bản khai kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này và gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản khai có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ. C. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm theo giấy tờ. D. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Các chế độ ưu đãi được hưởng kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định. 3. Trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 80% trở lên mà bị mắc bệnh, tật, thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thì được xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thủ tục xác nhận và giải quyết được thực hiện như sau. A. Thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 29 của thông tư số 05/2013. B. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đối với những trường hợp được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Câu hỏi 5. Tôi vừa là thương binh, đồng thời là bệnh binh và là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tôi có được hưởng trợ cấp ưu đãi của cả 3 đối tượng không? Nếu được thì quy định tại văn bản nào? Trả lời. Khoản 2 điều 58 Nghị định 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định, trường hợp đang hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh thì được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại điểm B, điểm C, điểm D, khoản 1, điều 30, pháp lệnh. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đang hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh thì được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau. Nếu thuộc trường hợp mắc thêm bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được khám giám định tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ bệnh binh để hưởng trợ cấp bệnh binh và trợ cấp thương binh. Nếu thuộc trường hợp vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật thì được hưởng trợ cấp thương binh, trợ cấp bệnh binh và trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60%. Câu hỏi 6. Trường hợp là thương binh đồng thời là bệnh binh có được hưởng đồng thời cả hai trợ cấp hay không? Thủ tục thế nào? Trả lời. Điều 43. Nghị định 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với đối tượng là thương binh đồng thời là bệnh binh. Theo đó, cá nhân làm đơn đề nghị theo mẫu số 19, phụ lục Y, Nghị định 131/2021 NĐ-CP gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đang thường trú. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xem xét, ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh hoặc bệnh binh theo quy định. Như vậy, trường hợp đang hưởng trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc trường hợp đang hưởng trợ cấp bệnh binh, đồng thời là thương binh được xem xét hưởng thêm trợ cấp bệnh binh hoặc thương binh nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Câu hỏi 7. Yêu cầu cần và đủ để xét công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để hưởng chế độ ưu đãi theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được quy định ở văn bản nào? Trả lời. Theo quy định tại Điều 29 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì việc xem xét công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm hai điều kiện sau. 1. Điều kiện về địa bàn và thời gian tham gia hoạt động kháng chiến. Người đã công tác,
chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bao gồm các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. 2. Điều kiện về bệnh. Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên hoặc vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật thuộc danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại phụ lục V, Nghị định 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. 3. Căn cứ lập hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Điều 54 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định căn cứ lập hồ sơ công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau. 3.1. Một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học. A. Giấy 10IZ. B. Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng, hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến, hồ sơ người có công được xác lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000. C. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2000. 3.2. Một trong các giấy tờ ghi nhận mắc bệnh hoặc dị dạng, dị tật như sau. A. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an theo mẫu quy định của Bộ Y tế. B. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án ngoại trú của phòng khám ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu quy định của Bộ Y tế. C. Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế cấp xã trở lên đối với con đẻ chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật theo mẫu số 39 phụ lục Y, nghị định này. D. Giấy tờ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước ghi nhận mắc bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh ngoại biên trong thời gian từ 1 đến 5 tuần sau phơi nhiễm đối với trường hợp mắc bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính theo quy định tại phụ lục V, nghị định này. D. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của lần điều trị cuối cùng ghi nhận quá trình điều trị về bệnh rối loạn tâm thần liên tiếp trong 3 năm trở lên của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an với các bệnh rối loạn tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định tại khoản 15, phụ lục V, nghị định này. E. Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 4. Hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Điều 56, Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, cá nhân lập bản khai mẫu số 09 phụ lục Y, Nghị định 131 kèm giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 54, Nghị định số 131 gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú. Ủy ban Nhân dân cấp xã, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng, thẩm quyền theo quy định. Câu hỏi 8. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì bố mẹ có được hưởng không? Hồ sơ, thủ tục như thế nào? Quy định ở văn bản nào? Trả lời. 1. Tại khoản 2 điều 56, Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đối với trường hợp con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố mẹ chưa được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, nếu hồ sơ của con đẻ thể hiện tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ đúng theo danh mục dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại mục 3, phụ lục V, Nghị định 131 thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động kháng chiến thường trú có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy nhận chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với bố mẹ. 2. Về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với trường hợp con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố mẹ chưa được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau quy định tại khoản 2, điều 56,
Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. A. Cá nhân lập bản khai mẫu số 09, phụ lục Y, Nghị định 131 gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú. B. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. C. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. D. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dị dạng dị tật của con ghi trong các giấy tờ, văn bản của trạm trưởng trạm y tế xã, trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện, biên bản họp và đề nghị của hội đồng xác nhận người có công cấp xã, giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc biên bản giám định y khoa đang lưu trong hồ sơ với danh mục dị dạng, dị tật quy định tại phụ lục V, Nghị định 131. Trường hợp hồ sơ có giấy tờ đúng quy định, tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ đúng theo danh mục quy định tại mục 3 phụ lục 5 Nghị định 131 thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy nhận chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với bố mẹ. Trường hợp còn vướng mắc về tình trạng dị dạng, dị tật, nếu con đẻ còn sống thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu con đẻ đến Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh. Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh khám giám định và ban hành biên bản giám định y khoa kết luận về tình trạng dị dạng, dị tật, không ghi tỷ lệ tổn thương cơ thể và gửi đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết theo quy định. Nếu con đẻ được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tình trạng dị dạng, dị tật thuộc danh mục dị dạng, dị tật quy định tại mục 3 phụ lục 5 Nghị định 131 thì giải quyết chế độ ưu đãi đối với bố mẹ. Hội đồng Giám định Y khoa kết luận con đẻ không có tình trạng dị dạng, dị tật thuộc danh mục thì con vẫn hưởng trợ cấp và bố mẹ không đủ điều kiện giải quyết chế độ ưu đãi. Câu hỏi 9, hỏi khi làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nếu hồ sơ gốc thiếu, thông tin hoặc thất lạc giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học thì xử lý thế nào? Quy định ở văn bản nào? Trả lời, một trong những giấy tờ làm căn cứ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học để lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi được quy định tại khoản 1 điều 54 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Trường hợp các giấy tờ quy định tại điểm B, C khoản 1 điều 54 Nghị định số 131 nêu trên chỉ thể hiện phiên hiệu, ký hiệu đơn vị chưa rõ địa bàn hoạt động thì cá nhân làm đơn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh nơi thường trú để được tra cứu cấp giấy xác nhận thông tin giải mã phiêu hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động quy định tại Điều 55 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình tra cứu, xác minh, cấp giấy xác nhận giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động của đơn vị. Câu hỏi 10. Trong một gia đình có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên hoặc gia đình có nhiều người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên thì người trực tiếp chăm sóc nạn nhân đó có được hưởng trợ cấp không? Nếu được thì quy định ở văn bản nào? 17. Bệnh bộ y tế quy định để xem xét công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là những bệnh nào? Trả lời. 1. Trợ cấp đối với người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. Khoản 3, Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 022/2020/UBTVQH14, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. Theo đó, đối với một người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình thì có trợ cấp người phục vụ. Do vậy, người trực tiếp chăm sóc người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình được nhận trợ cấp người phục vụ hàng tháng mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Ngày 24/7/2021 của Chính phủ là 1.624.000 đồng và theo quy định tại điểm C, khoản 2, điều 31 pháp lệnh người phục vụ được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. 2. Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học để xem xét công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Tại mục Y, phụ lục V, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học như sau. 1. Ung thư phần mềm soft tissue sarcoma. 2. U lympho không Hodgkin non-Hodgkin S lymphoma. 3. U lympho Hodgkin Hodgkin S disease. 4. Ung thư phế quản, phổi lung and bronchus cancer. 5. Ung thư khí quản trách y cancer. 6. Ung thư thanh quản larynx cancer. 7. Ung thư tiền liệt tuyến prostate cancer. 8. Ung thư gan nguyên phát primary liver cancer. 9. Bệnh đa u tủy xương ác tính color S disease. 10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính acute subacute peripheral neuropathy. 11. Bệnh trứng cá do chlorac nẻ. 12. Bệnh đái tháo đường type 2 diabetes. 13. Bệnh porphyrin xuất hiện chậm porphyria cutai tác đa. 14. Bất thường sinh sản ùn ù sù an bớt, vô sinh. 15. Các rối loạn tâm thần mental disorders, quy định cụ thể tại phần 2 phụ lục này. 16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh, quy định cụ thể tại phần 3 phụ lục này. 17. Tật gai sống trẻ đôi spina bifida. Các bệnh quy định từ khoản 1 đến khoản 15, phụ lục V, nghị định chỉ áp dụng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại khoản 16, phụ lục V, nghị định và tật gai sống trẻ đôi quy định tại khoản 17, phụ lục V, nghị định chỉ áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. Câu hỏi 11. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào? Quy định tại văn bản nào? Trả lời: A. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là những người có công với cách mạng. Theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thì người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi như sau. 1. Trợ cấp hàng tháng. A. Người mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên. B. Người thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật thì được hưởng trợ cấp hàng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm A khoản này. C. Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm A khoản 1 điều 29 của pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể. D. Bệnh binh thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. D. Bệnh binh mắc thêm bệnh liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học và thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được chọn hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm C hoặc điểm D khoản này. 2. Phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. 3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. 4. Bảo hiểm y tế. 5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. 6. Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 7. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. 8. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. 9. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, ưu tiên khoán bảo vệ và phát triển rừng. 10. Vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh.
11. Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. B. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo quy định tại Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02-2020-UBTV-QH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi như sau. 1. Trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. 2. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây. A. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. B. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. C. Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. 3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau. A. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. B. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. 4. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 5. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 6. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. 7. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong trường hợp sau đây. A. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. B. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết. Câu hỏi 12. Đề nghị cho biết thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trả lời, căn cứ quy định tại Điều 59 Nghị định 131-2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, thì 1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp phụ cấp hàng tháng kể từ tháng hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền ban hành biên bản giám định y khoa. 2. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận theo quy định tại khoản 2 người hoạt động kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố mẹ chưa được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, và khoản 3 trường hợp có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ điều 56 nghị định 131 được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng sở lao động, thương binh xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Câu hỏi 13. Đề nghị hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố mẹ chưa được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trả lời, căn cứ quy định tại khoản 2 điều 56 nghị định 131-2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ thì trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố mẹ chưa được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ, thủ tục như sau. A. Cá nhân lập bản khai theo mẫu gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú. B. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. C. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. D. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ,
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dị dạng dị tật của con ghi trong các giấy tờ sau: văn bản của trạm trưởng trạm y tế xã, trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện, biên bản họp và đề nghị của hội đồng xác nhận người có công cấp xã, giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc biên bản giám định y khoa đang lưu trong hồ sơ với danh mục dị dạng, dị tật theo quy định tại phụ lục 5 nghị định 131. Trường hợp hồ sơ có giấy tờ đúng quy định, tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ đúng theo danh mục theo quy định tại mục 3 phụ lục 5 nghị định 131 thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Trường hợp còn vướng mắc về tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ, nếu con đẻ còn sống thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh ban hành biên bản giám định y khoa, kết luận có bị dị dạng, dị tật theo quy định tại mục 3 phụ lục 5 nghị định này, không ghi tỷ lệ tổn thương cơ thể gửi đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Câu hỏi 14, đề nghị cho biết những bệnh và dị dạng, dị tật như thế nào thì đủ điều kiện để xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trả lời, căn cứ quy định tại phụ lục 5 nghị định 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ thì danh mục bệnh, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học gồm: 1. Ung thư phần mềm soft tissue sarcoma. 2. U lympho không Hodgkin non, Hodgkin S lymphoma. 3. U lympho Hodgkin, Hodgkin S disease. 4. Ung thư phế quản, phổi lung and bronchus cancer. 5. Ung thư khí quản trách y cancer. 6. Ung thư thanh quản larynx cancer. 7. Ung thư tiền liệt tuyến prostate cancer. 8. Ung thư gan nguyên phát primary liver cancer. 9. Bệnh đa u tủy xương ác tính Kaller S disease. 10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính acute, subacute peripheral neuropathy. 11. Bệnh trứng cá do clochlorac nẻ. 12. Bệnh đái tháo đường type 2 diabetes. 13. Bệnh porphyrin xuất hiện chậm porphyria cutis tarda. 14. Bất thường sinh sản ùn ù sù an bớt, vô sinh. 15. Các rối loạn tâm thần mental disorders, quy định cụ thể tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. 16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh, quy định cụ thể tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. 17. Tật gai sống trẻ đôi spina bifida. Câu hỏi 15, bà Lê Thu Hoài ở tỉnh Nghệ An hỏi: chồng tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, đồng thời là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%. Tôi được biết người có công với cách mạng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi từ trần thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Nhưng từ khi chồng tôi từ trần, tôi chỉ được hưởng một suất trợ cấp tuất. Xin cho biết việc giải quyết chính sách ưu đãi đối với tôi như vậy có đúng không? Liên hệ với cơ quan nào để được trả lời? Trả lời, tại điểm D, khoản 5, điều 6 pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng quy định về trợ cấp tuất từ trần đối với thân nhân người có công như sau. Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của một đối tượng. Trường hợp chồng của bà là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, đồng thời là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%. Từ trần, bà được hưởng một suất trợ cấp tuất hàng tháng là đúng quy định nêu trên. Nếu còn có vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, trả lời. Câu hỏi 16, tôi là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 2019 tôi thi đỗ và học trường cao đẳng nghề. Sau khi ra trường không xin được việc, tôi tiếp tục thi đỗ và học Đại học Lao động Xã hội. Trong thời gian học tại trường cao đẳng nghề tôi đã được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo. Nay, theo học tại trường đại học, tôi không được hưởng chế độ ưu đãi, hỏi cán bộ chính sách thì được trả lời chỉ được hưởng ưu đãi tại một trường. Việc giải quyết chính sách đối với tôi như vậy có đúng không? Liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết? Trả lời, điểm D, khoản 2,
Điều 5 Pháp lệnh số 022/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng, được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bạn được hưởng tiếp chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo trong thời gian theo học tại trường Đại học Lao động, Xã hội. Đề nghị bạn liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết đúng quy định. Câu hỏi 17. Đề nghị cho biết, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mắc bệnh thuộc danh mục 17 bệnh và sinh con dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thì hưởng trợ cấp hàng tháng thế nào? Trả lời, tại điểm D, khoản 1. Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau. Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm A, khoản 1. Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học và thuộc trường hợp quy định tại điểm B hoặc điểm C, khoản 1. Điều 29 của Pháp lệnh này được chọn hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm C hoặc điểm D, khoản này. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mắc bệnh thuộc danh mục bệnh, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học và sinh con dị dạng, dị tật thì được chọn hưởng một trong hai hình thức sau. Khám giám định tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể của bệnh binh và chất độc hóa học để hưởng trợ cấp hàng tháng bệnh binh tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể sau khi giám định. Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Câu hỏi 18. Xin cho biết chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trả lời, theo quy định tại Điều 31, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 022/2020/UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi như sau. 1. Trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. 2. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây. A. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. B. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. C. Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. 3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau. A. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. B. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. 4. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 5. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 6. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. 7. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong trường hợp sau đây. A. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. B. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết. Câu hỏi 19. Đề nghị cho biết, bố tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, đang sống tại gia đình có trợ cấp người phục vụ. Đồng thời, bố tôi cũng là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, trong hồ sơ thương binh có ghi được hưởng trợ cấp người phục vụ. Vậy, bố tôi có được hưởng 2 suất trợ cấp người phục vụ không?
Trả lời, tại khoản 3 điều 6 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng. Đối với trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 điều 5 của pháp lệnh này thì chỉ hưởng mức cao nhất của một chế độ ưu đãi. Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp bố của bạn chỉ được hưởng một trợ cấp người phục vụ. Câu hỏi 20, đề nghị cho biết bố tôi nhập ngũ năm 1968, chiến đấu tại chiến trường miền Nam, về phục viên năm 1975. Năm 2020, bố tôi đi khám bệnh và bệnh viện kết luận mắc bệnh ung thư vòm họng. Nghe bạn bè hướng dẫn, bố tôi đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gửi cơ quan chính sách, nhưng được trả lời, bệnh ung thư vòm họng không thuộc danh mục bệnh để giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Vậy, cơ quan chính sách trả lời như vậy có đúng không? Trả lời, danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại phụ lục V kèm theo nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ bao gồm bệnh, tật như sau. 1. Ung thư phần mềm soft tissue sarcoma. 2. U lympho không Hodgkin non, Hodgkin S lymphoma. 3. U lympho Hodgkin, Hodgkin S disease. 4. Ung thư phế quản, phổi lung and bronchus cancer. 5. Ung thư khí quản trách y cancer. 6. Ung thư thanh quản larynx cancer. 7. Ung thư tiền liệt tuyến prostate cancer. 8. Ung thư gan nguyên phát primary liver cancer. 9. Bệnh đa u tủy xương ác tính Kaler S disease. 10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính acute, subacute peripheral neuropathy. 11. Bệnh chứng cá do chlorac nẻ. 12. Bệnh đái tháo đường type 2 diabetes. 13. Bệnh porphyrin xuất hiện chậm porphyria cutis tarda. 14. Bất thường sinh sản ùn ù sù an bớt, vô sinh. 15. Các rối loạn tâm thần mental disorders, quy định cụ thể tại phần 2 phụ lục này. 16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh, quy định cụ thể tại phần 3 phụ lục này. 17. Tật gai sống trẻ đôi spina bifida. Đối chiếu với quy định nêu trên, bệnh ung thư vòm họng không thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Do vậy, bố của bạn mắc bệnh ung thư vòm họng thì chưa đủ cơ sở để xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Câu hỏi 21, tôi lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhưng cơ quan chính sách trả về vì quyết định phục viên của tôi chỉ ghi ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, không thể hiện rõ địa bàn hoạt động. Tôi phải làm gì và liên hệ với cơ quan nào để được giải mã phiên hiệu đơn vị để làm căn cứ giải quyết chế độ? Trả lời, Điều 55 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động của đơn vị như sau. 1. Cá nhân làm đơn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh nơi thường trú kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại các điểm B, C khoản 1 Điều 54 Nghị định này. 2. Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thông tin giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động theo quy định tại mẫu số 37 phụ lục y nghị định này. Căn cứ quy định trên, ông làm đơn kèm bản sao được chứng thực quyết định phục viên gửi Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh nơi thường trú. Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét cấp giấy xác nhận thông tin giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động theo quy định. Câu hỏi 22, ông Nguyễn Văn Thành ở tỉnh Khánh Hòa hỏi, tôi là thương binh đồng thời là bệnh binh, hiện đang hưởng trợ cấp bệnh binh và không được hưởng chế độ thương binh. Tôi mới được biết nhà nước có quy định cho thương binh đồng thời là bệnh binh hưởng thêm một chế độ trợ cấp. Vậy, tôi có được hưởng thêm trợ cấp thương binh không? Liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết? Và được hưởng thêm trợ cấp từ khi nào? Trả lời, tại khoản 3 điều 45 nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định, đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
và tại Điều 43 Nghị định 131-2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của ông được xem xét hưởng thêm trợ cấp thương binh. Thời gian được hưởng thêm trợ cấp kể từ tháng Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Câu hỏi 23, đề nghị cho biết hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Trả lời, tại Điều 43 Nghị định 131-2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh như sau. 1. Cá nhân làm đơn đề nghị theo mẫu số 19 phụ lục y nghị định này gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đang thường trú. 2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo mẫu số 62 phụ lục y nghị định này. Trợ cấp, phụ cấp đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng. Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc thất lạc thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội hoặc thủ trưởng cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an cấp bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ. Theo đó, ông làm đơn theo mẫu gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về chủ điểm hỏi đáp cho người nhiễm chất độc hóa học. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Kênh luôn nỗ lực mang đến những thông tin hữu ích và cập nhật về các chính sách pháp luật mới từ chính phủ. Nếu quý vị thấy những nội dung kênh cung cấp hữu ích và đáng giá thì quý vị hãy hào phóng tặng kênh một nút like. Sự ủng hộ của quý vị là động lực to lớn giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin chất lượng và giá trị hơn nữa. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào, quý vị hãy đăng ký kênh ngay hôm nay. Đội ngũ kênh cam kết cập nhật thường xuyên các chính sách pháp luật mới nhất từ chính phủ và gửi thông báo đến quý vị một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng thông tin tích cực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị ơi, vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong những tin tức, câu chuyện thú vị về cuộc sống quanh ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video. Hy vọng những gì đội ngũ kênh chia sẻ sẽ mang lại cho quý vị niềm vui và kiến thức mới. Đừng quên để sự ủng hộ của mình ở phần bình luận phía dưới bằng cách bình luận phím số 1 nhé. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Hãy theo dõi và ủng hộ đội ngũ để tiếp tục nhận được nhiều nội dung hấp dẫn và bổ ích khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.